chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học kinh thánh chúng ta đang đi trên loạt bài thi thiên 18 hôm nay chúng ta học bài số 6 là sau khi được giải cứu ra khỏi sự gian trung thi thiên 18 từ câu 20 cho đến câu 24 tôi xin được phép cầu nguyện trời chúng con cảm ơn ngài vì ngày ban cho chúng con chiến lược của thiên đàng Ngài chỉ cho chúng con cách nào để từ thất bại đến sự đắc thắng và đắc thắng rất là vinh quang. Con xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con có một trải nghiệm với Ngài. Chúng con kinh nghiệm được những gì mà Ngài muốn trên cuộc đời chúng con qua lời của Ngài. Đức Thế Linh ơi, con kính mời Ngài đến vì Ngài là thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu lược, thần quyền năng, thần hiểu biết và kính sợ Đức giê va Xin Chúa ngày sức dầu, tươi mới, sống động và ngày vận hành qua lời của Ngài và qua mỗi cuộc đời của chúng con. Để khi chúng con học, chúng con nhớ và làm theo lời Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong loạt bài này có 12 bài và tôi đã điều chỉnh cái bài học để gửi cho các anh em. Và bài thứ nhất của chúng ta đó là chúng ta có một cái sự kết ước với Chúa trong đời sống của chúng ta. Thứ hai là chúng ta cầu nguyện và chúng ta tin chắc là Chúa sẽ trả lời, sẽ giúp đỡ và thay đổi đời sống cầu cầu nguyện của chúng ta. Bài số ba là Chúa khi chúng ta cầu nguyện thì ngày nghe và ngày đến giải cứu chúng ta. Và chúng ta cũng thấy bài số bốn cái cách của Chúa ngày đến ngày giải cứu và khi ngày, bài số năm thì ngày đến ngày giải cứu và ngày đêm chúng ta ra khỏi sự gian trùng và bài số 6 là khi Chúa đem chúng ta ra khỏi sự gian trừng thì chúng ta sẽ biết cái cách của chúng ta hay là trách nhiệm của chúng ta đối với Chúa là thế nào. Và những bài kế tiếp sẽ cho chúng ta thấy được rằng ở đây không phải dừng lại mà chúng ta sẽ học thêm và cùng tiến bước với Chúa để thấy được trọn cái chương trình mà Ngài muốn dành cho cuộc đời của chúng ta thật là lạ lùng và thật là phước hạnh. Nhưng mà Ngài muốn cho mỗi chúng ta có một tấm lòng kiên trì, có một tấm lòng trung tính với Chúa, trung thành với Ngài để Ngài có thể giải bài cái điều mà Ngài muốn cho cuộc đời của chúng ta. Câu ghi nhớ của chúng ta trong Colossae đoạn 3 câu 17 Mặc dù anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha Mục đích của chúng ta trong Cô Đơn Tô Nhì đoạn 3 câu 18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương thì hóa nên của một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Cho nên mục đích hay là cái sự ghi nhớ của chúng ta là làm sao đời sống hàng ngày của chúng ta được có danh Chúa trên cuộc đời của chúng ta và chúng ta sẽ đi từ vinh hiển qua vinh hiển, đức tin qua đức tin, đắc thắng qua đắc thắng. Vì lâu nay chúng ta nhìn lại thế cuộc đời của chúng ta, nhiều lãnh vực chúng ta có sự đắc thắng nhưng mà nhiều lĩnh vực chúng ta đang sống trong sự thất bại và đây là điều Chúa bày tỏ để Chúa giúp cho chúng ta được đắc thắng bội phần hay là được đắc thắng khải hoàn và một điều để chúng ta học là thường chúng ta gặp sự gian truân chúng ta kêu la với Chúa chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng và khi mà Chúa ngài trả lời cho chúng ta xong bắt đầu chúng ta thả lỏng mình ra chúng ta không có còn tìm kiếm chúa như lúc mà chúng ta gặp sự gian trân có nhiều người thì khi họ gặp gian trân thì họ kêu cầu chúa họ thấy chúa không trả lời họ bắt đầu họ bỏ cuộc họ không muốn theo chúa nữa nhưng mà cảm ơn chúa qua bài học này chúng ta sẽ thấy được rằng chúa chúng ta ngài đang giỏi xem cuộc đời của chúng ta và ngài đang dẫn chúng ta đi từng bước nếu chúng ta chịu để ngài nắm lấy tay của chúng ta và ngài dẫn chúng ta đi thì chúng ta sẽ thấy cái kết cuộc rất là phước hạnh trong thi thiên 18 câu 20 chúng ta sẽ thấy được cái ông David ông thấy cái trách nhiệm của Chúa và ông nhận biết Chúa là đấng báo thưởng tùy theo công việc của ông. Đức giê đã thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi. Ở đây chúng ta sẽ coi Chúa là đấng thưởng hay là Chúa là đấng báo trả. Vì chúng ta sẽ coi thưởng trước ha ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người theo công việc họ làm và ở trong thi thiên 10 câu 14 chúng ta thấy có sự báo trả Chúa đã thấy hết rồi vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa, Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Khi chúng ta khốn khổ, chúng ta một mình, chúng ta bị tấn công, hãy phó cuộc đời mình cho Chúa. Và chính Đức Chúa Giêsu khi Ngài bị bắt bớ, Ngài bị đánh đập, Chúa Ngài phó Ngài cho Đức Chúa Trời. Và Chúa là đấng thấy và Ngài báo trả. Xin Chúa cho chúng ta thường Chúng ta gặp cái sự tấn công Cái phản ứng tự nhiên, xác thực của chúng ta Là chúng ta muốn chống trả lại Chúng ta muốn nói một cái điều gì đó Hay chúng ta muốn tỏ một cái thái độ Để chúng ta chống trả lại điều đó Nhưng mà chúng ta hãy phó điều đó cho Chúa Vì Ngài biết rõ hết Tất cả mọi sự Và xin Chúa giữ chúng ta Để chúng ta không trả cho họ Nhưng mà xin Chúa Ngài thương xót Và Ngài bảo vệ, giúp đỡ chúng ta Ở trong Samen nhất à, đoạn 26 câu 23 chúng ta sẽ thấy cái cách của David ông sống khi ông đối diện với Sauler là một người rượt đuổi ông, bắt bớ ông và kiếm cách giết ông cho bằng được. Đức Giê-va sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo sự công bình và sự trung tín của người, vì ngày nay ngày phó vua vào tay tôi và tôi không khứng ra tay vào đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Ở trong câu 12 có nói như thế này. Như vậy David lấy cây giáo và bình nước nơi đầu giường của Saul rồi hai người đi, không ai thấy hay là biết và cũng chẳng ai tỉnh thức hết thảy đều ngủ vì Đức Chúa đã khiến sự ngủ mê dáng trên chúng nó. Saul ruột đuổi David, nhưng mà thời điểm này Chúa đã làm cho cả cái đội của Saul ngủ mê hết và David và một người đi theo ông đã đến và lấy được cái giáo ở trên đầu và cái bình nước ở trên cái đầu giường của ông Sauler. Và đây là cơ hội ông có thể ông giết hết tất cả mọi người chống lại ông. Nhưng mà vì ở cớ ông nói Sauler là người được Chúa sức dầu cho nên ông không đụng vào. Đây là một bài học để giúp đỡ cho chúng ta có thể có những cái cơ hội chúng ta có thể vượt trên cái người đó, chúng ta có thể tấn công lại người đó và chúng ta có thể thắng. Nhưng mà Chúa sẽ thưởng tùy theo cái lòng thanh sạch của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng tra tay trên những người được Chúa sức giàu. Hãy cầu nguyện cho họ vì Chúa Ngài có trách nhiệm rất là lớn trên những người đó. Và Chúa, chúng ta thấy cuộc đời của David, đó, Chúa thưởng cho ông những gì? Ông kính sợ Chúa, những cái mà ông không kính sợ Chúa, Chúa đã có cách để xử lý ông môi xe cũng vậy và nhiều người khác cho nên xin chúa ngài giúp cho chúng ta lo cái phần của chúng ta để chúng ta tập kính sợ chúa và bước đi trong đời sống hầu việc ngài vì bây giờ chúng ta tấn công người đó mai mốt người khác tấn công mình vì chúng ta gieo cái gì chúng ta sẽ gặp lấy cái đó cho nên xin chúa cho chúng ta cẩn thận trong đời sống của chúng ta và nếu mà ai đó chịu ngồi để suy xét đó trong một ngày đó chúng ta coi chúng ta làm gì cho ai và chúng ta sẽ nhìn lại sự báo trả nó như thế nào có thể trong ngày đó hoặc là trong tuần đó. Nhiều khi mình làm thì mình không nhớ, mà người khác làm cho mình thì mình nhớ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết tự xét lấy mình để khỏi bị đoán xét. Và khi mà chúng ta biết tự xét lấy mình thì chúng ta kính sợ Chúa vì Ngài là đấng báo trả tùy công việc của chúng ta làm. Và trong Matthew đoạn 6 câu 1, đây là một cái điều cảnh báo mà Chúa cảnh báo chúng ta. Hãy giữ đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời những gì mà chúng ta làm cho người ta thấy để người ta nghĩ mình là công bình mình tốt giống như người pha si đó thì trước mặt chúa không có phần thưởng gì cả người khác sẽ khen mình nhưng mà chúa không thưởng mình cho nên xin chúa cho chúng ta làm tất cả là vì kính sợ ngài vì cớ yêu thương ngài thì chúa ngài có phần thưởng đời này lẫn đời sau cho cuộc đời của chúng ta. Thi Thiên 18 có 21, chúng ta sẽ thấy tác giả ông giữ theo các đường lối Chúa chẳng làm ác. Khi Chúa cứu ông ra khỏi sự hoạn nạn thì ông giữ lời Chúa. Vì tôi đã giữ theo các đường lối Đức Giê-hô-va chẳng có làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Trong giô xe động 1 câu 8 ở đây Chúa cho chúng ta thấy khi chúng ta giữ được lời Chúa thì Chúa ngày ban phước trên đường lối của chúng ta. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới được phước ta há không có phán giận ngươi sao hãy vững lòng mình trí, chứ run sợ chứ kinh khủng vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi lời của Đức Chúa Trời đi theo chúng ta cho nên khi chúng ta gìn giữ lời của Chúa ở trong trong ngôn đoạn 6 câu 22 khi con đi các lời đó sẽ dẫn dắt con lúc con ngủ nó gìn giữ con và khi con thức dậy thì nó sẽ trò chuyện với con cho nên khi mình kính sợ lời của Đức Chúa Trời vì lời Chúa là chính mình Ngài. Chúa Giêsu là ngôi lời, danh của Ngài là ngôi lời. Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật và Chúa Giêsu là lẽ thật. Cho nên lời của Đức Chúa Trời là chính mình Ngài. Cho nên tôi cảm ơn Chúa, Chúa hay nói chuyện với tôi qua Kinh Thánh. Bất cứ những cái gì Chúa muốn trả lời, thường Kinh Thánh nói chuyện với tôi. Vì tôi để dành thì giờ để đọc lời Chúa, tìm kiếm Chúa. Và ngày hôm nay tôi khích lệ các anh chị em nhiều khi chúng ta có cái headphone đó, chúng ta có thể bỏ vào chúng ta tập nghe lời của Đức Chúa Trời. Thì lời của Chúa giúp cho chúng ta tẩy rửa chúng ta và bắt đầu ngày giúp cho chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Vì thường chúng ta hiểu lời Chúa rất là nhiều, rất nhiều, vì cứ chúng ta được học một thời gian rất là dài nhưng bây giờ hãy tập lấy cái đó để ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày của chúng ta dù ăn dù nói dù làm có danh của ngài có lời của ngài trong chúng ta đó là điều đức chúa trời mong muốn cho con dân của đức chúa trời gia đình đó sẽ được phước người đó sẽ được phước dòng dõi người đó sẽ được phước hội thánh người đó sẽ được phước vì có một người kính sợ đức chúa trời có một người làm theo lời của đức chúa trời đang ở tại cái địa phương đó trong các vui nhất đoạn 2 câu 3 hãy giữ điều Jehovah, đức chúa trời muốn con giữ để đi trong đường lối ngài gìn giữ những luật pháp điều răng mạng lệnh và sự dạy dỗ của ngài y như đã chép trong luật pháp của môi xe hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công cho nên chúa ngài muốn chúng ta giữ lời của ngài đến ngài ban phước cho chúng ta vì khi chúng ta giữ lời chúa là chúng ta đang ở trong sự giúp đỡ của ngài che phủ của ngài trong văn đoạn 14 câu 23 Đức Chúa Giêsu đáp rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta cha ta sẽ yêu thương người chúng ta đều đến cùng người và ở trong người thiên đàng bắt đầu hoạt động trong lòng của những người yêu mến và giữ lời của ngài thường chúng ta nói là chúng ta yêu mến chúa nhưng mà giữ lời chúa thì cái điều đó dường như nó xa chúng ta lắm cho nên chúng ta hay làm theo xác thịt làm theo ý riêng hơn là làm theo ý muốn của đức chúa trời vì ý muốn của chúa nó khác với ý của chúng ta đường lối của chúa nó khác với đường lối của chúng ta và chúng ta chịu không nổi cái xác thịt này nó chịu không nổi cho nên khi chúng ta nhờ thánh linh của chúa có những lúc chúng ta phải cần kiên ăn hạ mình xuống thì cái xác thịt này nó sẽ yếu đi cái xác thịt này sẽ bị quản trị bởi quyền năng của đức thánh linh và nghĩ giúp cho chúng ta đắc thắng và đây ông david ông nói là ông chẳng có làm ác để xây bỏ đức chúa trời hễ người nào làm ác là xây bỏ đức chúa trời trong Thessalonica nhất đoạn 5 câu 22, bất cứ việc gì tựa như điều ác phải tránh. Nhiều khi chúng ta nghĩ nói hành đâu có ác đâu, hay là chúng ta thêm bớt câu chuyện gì hay là chúng ta làm điều gì đó nhưng mà ở đây kinh thánh nói là tự điều ác chứ không phải là điều ác chúng ta không cầm gươm để giết người khác chúng ta không có ăn cướp tiền của người khác cướp chồng cướp vợ người khác nhưng mà nhiều khi những lời nói của chúng ta cũng phá đổ được cái đời sống đức tin của họ cho nên xin chúa ngài giúp cho chúng ta tránh những điều đó trong phi đây nhất đoạn 3 câu 9 cho đến câu 12 đừng lấy ác trả ác cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả trái lại phải chúc phước ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành và ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải gìn giữ miệng lưỡi đừng nói điều ác và lời gian dã phải lánh điều dữ làm điều lành tìm sự hòa bình mà đuổi theo đừng đuổi sự hòa bình đi nha mà đuổi theo sự hòa bình vì mắt chúa đói trong người công bình tai ta ngài lắng nghe lời cầu nguyện người nhưng chúa sắp mặt lại nghịch với kẻ làm ác nhưng chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác nên, nên Chúa ngày muốn cho chúng ta đây là thời điểm để chúng ta chuẩn bị để bước vào trong cái nơi phước hạnh của Chúa và một điều tôi kinh nghiệm và điều này anh em sẽ được hưởng để đắc thắng khi tôi bị tấn công tôi bị rủa xả tôi bắt đầu nói tốt về người đó tôi bắt đầu chúc phước cho người đó thì chính đây là điều mà chúa làm cho tôi thì chúa sẽ cho anh em được hưởng điều này và phước lành của chúa sẽ dán trên anh em một điều ông david sau khi ông được chúa giải cứu ra khỏi sự gian trưng thì một điều ông làm nữa đó là ông để lời Chúa ở trước mặt và làm theo. Hồi nãy giờ chúng ta có nói phần trên. Nhưng mà thi thiên 18 câu 22 nó Vì các mạng lệnh ngài đều ở trước mặt tôi, còn luật lệ ngài tôi nào bỏ đâu. Thi thiên 16 câu 8 tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cái ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức lòng mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ yên ổn. Khi chúng ta để Chúa đứng trước mặt chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta, Ngài cho cái xác này nó yên ổn vì cái xác này nó hay khổ lắm. Cái linh hồn của chúng ta đó là tâm trí, ý chí và tình cảm nó bị sao động liên tục. Cho nên nhờ lời của Đức Chúa Trời chúng ta để Ngài trước mặt chúng ta, chúng ta để lời Chúa trước mặt chúng ta, thì chính lời đó khích lệ chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Và David, ông biết cái bí quyết này, cho nên ông mới được yên ổn trong cái thời điểm mà ông chạy trốn, ông khốn khổ, ông ở trong hang hốc, ông ở trong sự thiếu thốn, lạnh lẽo. Thì Chúa Ngài cũng ban cho những người nào kính sợ, yêu mến lời của Đức Chúa Trời cho nên hãy để chúa đứng trước đừng để chúa đứng sau nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước đức chúa trời và sự công bình của ngài ngài cho thêm chúng ta mọi điều ấy nữa cho nên ngài muốn cho chúng ta hãy chỗ dậy để chúa đứng trước chúa ơi ngày hôm nay là ngày của chúa chúa ơi ngày hôm nay con xin mời ngài đối diện hết và chúa ơi đây là giờ để con tìm kiếm ngài con tin rằng bởi vì cứ lòng con yêu mến kính sợ Chúa, những cái gì con cần trong đời sống của con, Chúa Ngài sẽ cho thêm và cho nhiều hơn nữa để con tiếp tục yêu mến Chúa và sử dụng cái đó cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Thường nhiều khi chúng ta thức rất là khuya và chúng ta mệt mỏi. Cho nên khi chúng ta chỗ lại dậy, chúng ta vội vàng hết cái này đến cái kia, thì cái ngày hôm nay đó chúng ta vội vàng, chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái chúng ta đã bị trật đi cái ơn phước của chúa chẳng hạn như ngày hôm đó chúng ta hết lòng tìm kiếm chúa thì có khi chúng ta cần đi đâu chúng ta vừa ra một cái thì có chỗ cho chúng ta đậu xe liền còn nhiều khi chúng ta phải chạy vòng vòng biết bao nhiêu dòng mới có chỗ đậu xe hoặc là nhiều cái khác tương tự như vậy cho nên hãy để chúa đứng trước mặt hãy để lời chúa đứng trước mặt hãy tôn cao chúa để chúa ngày bảo vệ ngày ban ơn và ngày giúp đỡ cho chúng ta và có một lần kia Chúa nhắc nhở tôi là đừng có phải vì cớ Chúa cộng thêm những cái ơn phước cho nên mình tìm kiếm Ngài, nhưng mà mình tìm kiếm Ngài vì mình yêu thương Ngài, mình khao khát Ngài, mình thích Ngài, mình tôn cao Ngài thì Chúa Ngài sẽ rất là vui khi có những đứa con không phải tìm cái tay của Chúa không mà tìm tấm lòng của Chúa, thích thông công với Chúa, thích trò chuyện với Ngài vì Ngài tạo dựng chúng ta ra để Ngài nói chuyện nhưng mà nhiều khi chúng ta không có thì giờ cho Chúa Cho bây giờ hãy tạo thì giờ để Chúa Ngài có thể ở với chúng ta Thi Thiên 119 câu 30 Tôi đã chọn con đường thành tính đặt mạng lệnh Chúa trước mặt tôi Thường khi chúng ta có những cái nang đề đó, cái nang đề nó ở trước mặt không ạ? À? Và khi những cái người mà chúng ta làm buồn lòng, chúng ta làm khổ, chúng ta cái người đó ở trước mặt. Bây giờ chúng ta nhân nhân Chúa Giêsu ra lệnh cho những cái hình ảnh đó, những cái chuyện đó, lui ra khỏi chúng ta và chúng ta chọn con đường thành tính của Chúa và để lời Chúa trước mặt chúng ta. Vậy Chúa ngày ban cho chúng ta có cái quyền để giữ cái nhà của mình. Cái nào chúng ta không thích, chúng ta quăng nó ra. Cái nào của chúng ta muốn, chúng ta giữ nó lại. Cho nên Chúa ngày cho chúng ta có cái quyền đó. Và bởi đức tin chúng ta có thể bắt mọi ý tưởng nghịch lại với Đấng Christ phải phục chúng ta, phục trong ý muốn của Đức Chúa Trời thì Chúa ngày sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Và khi mà chúng ta đặt Chúa trước mặt của chúng ta, đặt lời của Ngài trước mặt chúng ta, Chúa sẽ dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch chúng ta. Khi tôi học điều này tôi cảm thấy rất là cảm ơn Chúa. Thi Thiên 23 câu 5, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Sự sức dầu đến từ Ngài. Và không những ngày sức dầu trên đầu của chúng ta, mà ngày sức dầu cho chén của chúng ta, chén nó lên cái cơ nghiệp của chúng ta cái chứa phước hạnh của Ngài trên đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta để Chúa trước, chúng ta yêu thương Chúa trước, Ngài cũng sẽ ban phước cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch chúng ta. Trong e sai đoạn 6 câu 13 và 14, vậy nên Chúa Jehovah phán như vậy, này các tôi tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói, này tôi tớ ta sẽ uống, còn các ngươi thì khác, này tôi tớ ta sẽ được vui vẻ còn các ngươi thì bị nhút nhơ này tôi tớ ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ còn các ngươi sẽ khóc lóc và lòng buồn bực kêu than vì tâm thần phiền não cho nên những người nào kính sợ chúa để chúa đứng trước mặt mình để lời của chúa đứng trước mặt mình ngày thưởng lại nghề ban phước trên đời sống của mình và kẻ thù của chúng ta là ma quỷ luôn luôn muốn dọn trên bàn của chúng ta những cái gai góc những chua những đắng những khổ bây giờ chúa dọn cho chúng ta bàn tiệc của ngài chúa cho chúng ta được hưởng những thú béo những của ngon dầu mới của ngài rượu mới của ngài mana của ngài cho nên xin chúa cho chúng ta có quyền để chọn là chúng ta muốn ăn gì quyền để chọn để cái bàn của chúng ta ai sẽ dọn tiệc của chúng ta và khi mà ông David ra khỏi những cái sự gian trưng thì điều quan trọng đó ông giữ tấm lòng của ông. Thi Thiên 18 câu 23, tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài, giữ lấy mình khỏi ác. Trong ngôn đoạn 4 câu 23, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. kia nên tấm lòng của chúng ta rất là quan trọng. Đây là cái chỗ mà Đức Chúa Trời nối kết với chúng ta. Cho nên ma quỷ nó thích ngồi trên ngay lòng của chúng ta. Nó xáo trộn cái tấm lòng của chúng ta. Nhiều khi quý vị thấy hốt hoảng, bất an, lo sợ hay là bị tổn thương cay đắng vì sao? Để cái lòng của chúng ta nó ngăn trở cái sự sống của Chúa mất rồi. Chúng ta không còn liên kết được với cái nguồn sự sống từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên phải giữ tấm lòng của chúng ta, phải canh nó, cái gì mà không phải đến từ Chúa cho bằng được phải đẩy cái đó ra khỏi tâm lòng của chúng ta ra khỏi cái tâm trí cảm xúc ý muốn của chúng ta vì nó liên quan đến tâm lòng của chúng ta và khi mà tấm lòng của chúng ta bị ô uế đó tấm lòng của chúng ta bị cản trở đó rễ đắng bắt đầu nó châm vào trong đời sống của chúng ta nước ngọt không có ra được nữa xin Chúa ngài cứu lấy tấm lòng của chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách mà ông gia cơ ông chỉ cho chúng ta trong cái tấm lòng của mình Do cơ động 1 từ câu 21 cho đến câu 26 Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế Và mọi điều gian ác còn lại Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em Và lời cứu được linh hồn của anh em Hãy làm theo lời Chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo Thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương Thấy rồi thì đi Liền quên mặt ra thế nào nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do lại bền lòng suy gẫm lấy chẳng phải nghe ruột quên đi nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời mình nhược bằng có ai tưởng mình là tinh đạo mà không cầm giữ lưỡi mình nhưng lại lừa dối lòng mình thì sự tinh đạo của hạng ấy sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích cho nên chúa ngài muốn cho chúng ta giữ tấm lòng của chúng ta và lời của đức chúa trời là lời phải được cấy trồng trong đời sống của chúng ta cho nên tôi thường hay cầu nguyện chúa ơi cái cây nào mà chúa không trồng trong con đó chúa rút ra khỏi đời sống của con có một lần kia tôi trải nghiệm cái sự bất an rất là lo lắng và một hai giờ sáng tôi ngồi xuống tôi cầu nguyện thì tôi cầu nguyện cứ kỹ cho tôi cái cách tôi cầu nguyện là nhân danh Chúa Giêsu ta ra lệnh cho những gốc rễ nhánh lá bông trái nào mà không đến từ Chúa phải bị rút ra khỏi đời sống tâm lòng của ta trong giờ phút này tôi cảm nhận như một cái gì đó Chúa làm giống như chúa rút cái đó ra khỏi tôi và cái sự bình an của Chúa tràn ngập lại tôi Và bắt đầu tôi đi ngủ cho nên Chúa ngày muốn cho chúng ta có quyền để trồng để nhổ để phá để diệt và ngài muốn cho chúng ta ứng dụng điều đó vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta tấm lòng này như tôi đã nói rất dễ bị dơ khi người nào đó không bắt tay chúng ta người nào đó không vui với chúng ta người nào đó hãy chúng ta nguyết chúng ta hay là có những cái thái độ mình nói chuyện có họ làm lơ đi chúng ta bị tổn thương rất là nhạt cho nên bây giờ nhờ lời của đức chúa trời cấy trồng cho chúng ta thì nó được kết quả bởi những cái cây nào chúa không trồng phải nhổ cái nhánh nào mà không phải của Chúa phải chặt nó đi vì mình không chặt Chúa sẽ chặt Rồi xin Chúa ngài giúp cho chúng ta để giữ theo lời của Đức Chúa Trời và giữ miệng của mình ở đây nó là cầm giữ miệng mình vì nếu mà mình không cầm giữ miệng mình thì kinh thánh ghi là thì sự tin đạo của hạng người ấy là vô ích lâu nay mình tin Chúa mình không giữ cái miệng mình mình không giữ cái tấm lòng của mình Chúa nói là vô ích rất là tiếc khi mình lên thiên đàng Chúa nói con không có gì cả cho nên xin Chúa cho chúng ta Sửa lại con đường của mình kể từ giờ phút này Và đó là trong tấm lòng Và bây giờ trong nhà Khi trong tấm lòng nó ảnh hưởng trong nhà Và người uh, Mỹ người ta nói là Mom happy, everyone happy Mẹ mà vui thì cả nhà đều vui Ngày hôm nay có nhiều người mẹ Rất là kinh khủng cái miệng không có gìn giữ đời sống không có gìn giữ cái nhà nó bị rối lên bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách mà Chúa dạy chúng ta qua thi thiên 101 từ câu 2 cho đến câu 8 tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn ô chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạc trước mặt tôi tôi ghét công việc kẻ bắt trung Việc ấy không dính vào tôi. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi. Tôi sẽ chẳng biết sự ác. Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân cận mình. Còn kẻ nào có mắt tự ca và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi. Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tính trong xứ. Hầu cho họ ở chung với tôi. Ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi. Kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi người nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi mỗi buổi mai tôi sẽ diệt hết thảy kẻ giữ trong xứ đặng trút mọi kẻ làm ác khỏi thành của Đức Giê hô vạc Chúa ban cho chúng ta thành nói đến hội thánh của Chúa hay là nhiều người hay là nhà nói đến đời sống của chúng ta bây giờ cái nhà này chúng ta chưa cái gì và ông David ông có một cái quyết định trong đời sống của ông thật sự David có những cái sự yếu đuối bất toàn nhưng mà cái lòng của ông ông quyết muốn làm đẹp lòng Chúa và có những lãnh vực cứu cho David rất là thành công và Chúa gọi David là người có lòng trọn thành đối với Ngài cho nên Chúa sẽ nhìn vào trong tấm lòng của chúng ta chứ Chúa không nhìn vào miệng của chúng ta Chúa nhìn vào cái cách sống của chúng ta nhiều khi chúng ta có lỡ gây cho người ta vấp phạm nhưng mà thật sự mình không muốn mà mình cũng không có ý thì những cái gì mà mình không có ý gây cho người ta vấp phạm mà họ vấp phạm thì họ chịu trách nhiệm về điều đó nhưng mà cái điều gì mà mình sống mình biết cái đó là gây vấp phạm mình gây cho sự vấp phạm thì mình phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa chứ bây giờ mà tránh sự vấp phạm thì chắc chắn trên thế gian này không có thể nào tránh được nhiều khi mình uống nước, mình dậy sớm mai mình uống nước, người ta không thích uống nước buổi sáng, người ta cũng vấp phạm. Nhiều khi mình mặc đồ đẹp, người ta không thích mặc đồ đẹp, người ta cũng vấp phạm. Nhưng cái chuyện đó, nó ngoài cái sự định tội, vì cớ có những cái chúng ta không có thể nào kiểm soát hết những cái sự vấp phạm của người khác. Nhưng mà Chúa những cái gì mà gây cho người khác Để họ xa vào tội ác Họ phạm tội Họ bỏ Chúa Thì xin Chúa ngày thương xót Và ngày giúp đỡ đời sống của chúng ta xin chúa chỉ cái đó cho mỗi đời sống của chúng ta chứ tôi không thể nói hết được và xin thánh linh của ngài giúp đỡ trên đời sống của chúng ta mỗi ngày và trong thi thiên 18 câu 24 vì đức giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi thưởng tôi theo sự thanh sạch của tay tôi trước mặt ngài thi thiên 58 câu 11 người ta sẽ nói rằng quả hẳn có phần thưởng cho kẻ công bình quả hẳn có đức chúa trời xét đoán trên đất Chúa không phải đợi đến ngày cuối cùng Chúa phán xét đâu, mà Chúa ngày xét đoán ở trên đất này cho kẻ công bình cùng người gian ác. Kính mắt tôi đã thấy cuộc đời của cha tôi và cuộc đời những người đồng thờ với cha tôi. Tôi thấy và tôi thật là kính sợ Đức Chúa Trời vì những điều Chúa làm trên đời sống của cha tôi cũng như là những cái gì mà tôi thấy nó xảy ra trong cái thời điểm đó hoặc là suốt trong cái thời điểm mà tôi sống trên thế gian này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng ý y, đừng dễ người Chúa mà phải kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên giờ chúng ta sẽ đi dành thì giờ cầu nguyện xét lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời về những điều chúng ta làm trong những ngày qua. Và xin Chúa ngày tái tạo tấm lòng của chúng ta, ngày thay đổi đời sống của chúng ta và ngày giúp cho chúng ta để có một đời sống đẹp lòng Chúa. Sau khi Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tâm, sau khi Chúa để chúng ta ra nơi rộng rãi, sau khi Chúa giúp chúng ta rất là nhiều, thì bây giờ hưởng ơn huệ của Chúa thì xin Chúa ngài cho chúng ta biết ơn ngài và sống đẹp lòng ngài. Lạy Chúa là Cha của chúng con, con cảm ơn Chúa vì con biết rằng ngài là đấng báo trả, ngài là đấng có phần thưởng. Qua điều này nhắc nhở mỗi cuộc đời của chúng con. Chúa ơi xin Chúa cho chúng con biết phó mình cho Ngài cho chúng con biết rằng đức chúa thưởng chúng con tùy sự công bình của chúng con báo chúng con theo sự thanh sạch của tay chúng con tuy rằng chúng con là con người tội lỗi nhưng mà nhờ huyết của ngài chúng con được xưng công bình nhờ thánh linh của đức chúa trời ngài làm thánh sạch cuộc đời của chúng con và nhờ lời của ngài chúng con bước đi thì chúa ngài thưởng lại những điều đó cho cuộc đời của chúng con Chúa ơi, và khi chúng con gặp những cái sự bất bớ, hãy cho chúng con biết phó mình cho Ngài. Và xin Chúa ngày cho chúng con có tấm lòng như David. Ông có cơ hội để báo thù Và nhiều lần như ông quyết định không đụng đến người của Chúa Sức Dầu. Dù người đó là người ghét ông, bắt bớ ông, tận diệt ông. Nhưng mà ông biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của ông. Thì con cũng vậy. Kể từ giờ phút này, Ai đó bắt bớ chúng con, ngay cả các đầy tớ bắt bớ chúng con. Chúng con không phản ứng lại mà chúng con cầu nguyện, chúng con tin cậy giao phó mình cho Chúa vì chúng con biết Ngài đang chuẩn bị một điều tốt hơn cho chúng con và Ngài đang trang bị cho chúng con để có thể làm được công việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời và qua những ký bài học thất bại của người khác để giúp cho chúng con đừng bị thất bại. Chúa ơi và con tin rằng Chúa sẽ trở lại rất là sớm và Ngài sẽ đem phần thưởng theo với Ngài để trả cho mỗi người tùy theo công việc của chúng con là Chúa ơi, chúng con không muốn lúc đó Ngài quở trách chúng con là đầy tớ gian ác kia. Nhưng mà Ngài muốn, chúng con muốn Ngài khen chúng con hỡi đầy tớ ngay lành trung tính kia. Được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa ngươi. Chúng con cảm ơn Ngài. Con xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng con để không làm sự công bình trước mặt người ta cho họ đều thấy mà chúng con làm vì chúng con yêu Ngài. Chúng con muốn làm đẹp lòng Ngài và chúng con muốn những điều Chúa ban cho chúng con là đến từ nơi Ngài vì Ngài vui lòng vì những công việc chúng con làm. Từ việc nấu ăn uống, từ việc phục vụ Chúa, từ việc ca ngợi, chúc tụng Chúa hay bất cứ điều gì trong cuộc đời của chúng con là cho sự vinh hiển của ngài vì ngài tạo dựng chúng con là để ca ngợi ngài để yêu thương ngài để làm cho ngài được vinh hiển chúng con cảm ơn chúa và xin chúa ngài giúp cho chúng con giữ theo đường lối của chúa và không làm ác mà xây bỏ ngài với bất cứ điều gì trong chúng con tựa như điều ác ngài giúp cho chúng con được tránh khỏi ngài giúp cho chúng con yêu mến lời của ngài suy gẫm lời của ngài để chúng con không run sợ mà chúng con được vững vàng và chúng con được thành công trong đường lối của mình theo lời của Chúa dạy chúng con cảm ơn Chúa và Chúa giúp chúng con đừng lấy ác trả ác cho ai hết mà chúng con chúc phước chúng con làm điều lành vì Ngài kêu gọi chúng con đến để hưởng phước lành của Ngài xin Chúa giữ môi miệng của chúng con nhiều khi chúng con không làm điều ác mà chúng con nói những điều ác Chúng con nói những lời vô bổ Xin Chúa thay đổi chúng con Và Chúa ơi con xin Chúa ngày cho Để lời của Chúa luôn luôn ở trước mặt chúng con Lời của Chúa là chính mình Ngài Lời của Chúa sẽ dẫn dắt khi chúng con đi đường gìn giữ khi chúng con nằm ngủ Trò chuyện khi chúng con thức dậy Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm Và Chúa ơi con cầu xin Chúa ngày cho chúng con Yêu mến, kính sợ lời của đức chúa trời luôn luôn giống như ông david và con tin rằng khi chúng con để lời chúa ưu tiên trước mặt chúng con ngày dọn bàn của chúng con trước mặt kẻ thù nghịch chúng con ngày cho chúng con đầy đủ dư dật kẻ thù của chúng con sẽ khốn khổ ma quỷ sẽ cảm thấy tận cùng ma quỷ thất bại còn con cái của chúng con hậu tự chúng con gia đình chúng con sẽ được vui mừng vì có một người mẹ người cha người anh người chị kính sợ đức chúa trời chúng con cảm tạ ơn chúa xin chúa ngày giữ lòng của chúng con hơn hết để chúng con biết cách ăn ở trọn vẹn trong đường lối mình và chúng con biết lòng của chúng con là nguồn sự sống của chúa và tất cả sự sống của chúa đều do tấm lòng con mà ra và nguồn nước sống của chúa muốn nối kết trong lòng của chúng con để văng ra cho đến sự sống đời đời cho nên tất cả những gì trong lòng của chúng con không đẹp lòng Chúa ngay giờ phút này nhờ lời của Đức Chúa Trời là lời mà chúng con đã ghi nhớ, là lời mà đã cấy trồng trong chúng con để quyền năng của lời đó bứt phá hết những cái cây nào mà Chúa không trồng, cái nhánh nào mà Chúa không muốn, Chúa sẽ nhổ nó ra, Chúa sẽ cắt bỏ nó đi. Tuy rằng có sự đau đớn nhưng mà chúng con chấp nhận để Chúa ngày thay đổi và ngày làm cho lòng chúng con được bình tĩnh, làm cho lòng của chúng con được vui mừng ở trong ngày chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con không muốn sự tin đạo của chúng con trở nên vô ích mà chúng con muốn được ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời và cho gia đình của chúng con. Và Chúa ơi, xin Chúa ngài cho lòng của chúng con được bình an, lòng chúng con có lời Chúa để chúng con sống khôn ngoan tại trong gia đình của mình. Tuy rằng hiện giờ chúng con đang trải qua những trải nghiệm khó khăn, nhưng mà con tin đã, đã sắp đến thời điểm chúng con được ra khỏi và được đắc thắng cho Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa vì những bài học mà Chúa cho chúng con trải nghiệm giống như David để chúng con có thể cùng làm việc với Chúa và qua những cái trải nghiệm đó Ngài lấy đi ra khỏi lòng chúng con những cái điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời giống như Ngài đã giúp cho David, Ngài đã giúp cho môi Ngài đã giúp cho Joseph thì ngài cũng muốn làm cho cuộc đời của chúng con trở nên được thánh khiết qua những cái hoạn nạn khó khăn để thay đổi tánh tình của chúng con và trở nên mang lấy tâm trí của ngài tấm lòng của ngài đời sống của ngài con cảm ơn chúa nhiều lắm và xin chúa cho chúng con biết được rằng luôn luôn có sự đoán xét của chúa trên đất này có phần thưởng của chúa cho người công bình cho nên chúng con đừng có giành giựt đừng có lo là thấy mình thiệt thòi vì đức chúa trời của chúng con nhìn thấy tất cả và ngài sẽ báo trả tùy công việc của chúng con tại trên đất này và ngài xét lẽ công bình cho chúng con nếu chúng con đang bị thiệt thòi đang bị hà hiếp xin chúa ngài giúp cho chúng con vì quyền lợi chúng con ra từ trước mặt ngài chúng con cảm ơn chúa và xin chúa cho chúng con đừng làm buồn thánh linh của ngài vì nhiều khi chúng con làm buồn thánh linh của chúa chúng con cầu nguyện với Ngài, chúng con xin Ngài giúp chúng con, nhưng mà chúng con tự quyết định cho mình. Chúng con loại Ngài ra khỏi mọi quyết định của chúng con. Chúng con loại Ngài ra khỏi đời sống hàng ngày của chúng con. Chúng con loại Ngài ra khỏi cuộc nói chuyện của chúng con. Chúng con loại Ngài ra khỏi những quyết định hàng ngày của chúng con. Cho nên bây giờ xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con để bởi ơn của Ngài, bởi ân điển của Ngài, Ngài giúp cho chúng con để chúng con đắc thắng với Chúa và đi từng bước với Ngài và ra khỏi bóng tối để đi vào trong sự sáng, ra khỏi sự rủa sả để đi vào nơi phước hạnh, ra khỏi sự thất bại để bước vào trong sự đắc thắng khải hoàn, ra sự khỏi sự vô dụng để trở nên hữu dụng cho nhà của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Thi Thiên là 18 giúp đỡ chúng con rất là nhiều. Bây giờ con dân thì giờ này cho Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.